nặng quá. Con heo nó đen nặng. Bắt đầu ngày mới với hoạt động ngồi thiền là điều mà mình đã thực hiện hơn 2 năm nay. Hít vào, thở ra, tập trung vào hơi thở để cảm nhận sự sống, để sống cho hiện tại, để trở về với chính mình, để gỡ bỏ đi những định kiến, niềm tin bủa vây của xã hội. Những ngày đầu tiên, ngồi thiền là điều khó khăn với mình vì trong đầu có quá nhiều suy nghĩ. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi là những tổn thương quá khứ lại xuất hiện. Những tham vọng về cuộc sống mình mong ước ở tương lai ập tới. Mắt thì nhắm, nhưng tâm trí mình không ngừng hoạt động. Từ sáng tới khuya, những suy nghĩ cứ chằng chịt không ngơi nghỉ. Nhưng rồi khi mình bắt đầu kiên nhẫn với chính mình, sáng 5 giờ là lại lấy bồ đoàn, tìm một góc có thể đón nắng, rồi ngồi đó, cảm nhận sự sống, cảm nhận chính mình, để tất cả những suy nghĩ thường nhật chạy qua tâm trí. Mình đơn giản lúc này là một người quan sát. Nếu có bất kỳ suy nghĩ nào trỗi dậy, mình biết rằng điều cần làm là tập trung vào hơi thở, rồi từ từ suy nghĩ kia cũng sẽ lắng xuống. Chúng ta đã quen với sự huyên náo, ồn ào và luôn kết nối trong cuộc sống hiện đại này. Nên khi trở về với chính mình, kết nối với chính mình, thì cần có sự kiên nhẫn và cứ để mọi thứ từ từ. Rồi khoảng lặng sẽ bắt đầu lấp đầy cuộc sống náo nhiệt bất tận mà ta đang có. Đều đặn như thế trong suốt 2 năm qua, nhờ những phút giây tĩnh lặng mà mình bắt đầu thấy bình an, bắt đầu trân trọng cuộc sống, bắt đầu biết mình phải đi đâu trong cuộc đời này. Sau 30-45 phút ngồi thiền, mình tới với hoạt động thứ hai của buổi sáng, chữa lành bằng năng lượng Reiki. Reiki quan niệm rằng thế giới chúng ta đang sống là một trường năng lượng khổng lồ. Mọi thứ từ con người, cây cối, thiên nhiên, động vật, tất cả mọi thứ đều là năng lượng. Tùy thuộc vào mỗi cá nhân mà rung động năng lượng có sự khác biệt. Reiki giúp chúng ta cân bằng cảm xúc, nâng cao nhận thức về bản thân, tập trung sống trong hiện tại và chữa lành những tổn thương trong quá khứ. Mình có duyên biết tới Reiki cách đây 2 năm, nhưng mới chỉ thực hành đều đặn gần đây. Mỗi vị trí của đôi bàn tay là những cổng năng lượng của cơ thể, hay còn gọi là chakra hoặc là luân xa, sẽ giúp cân bằng năng lượng và mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho người sử dụng. Mỗi buổi sáng mình dành khoảng tầm 20 phút để điều hòa năng lượng cho chính mình. Khi đã thuần thục rồi, mình có thể ứng dụng Reiki trong việc hỗ trợ những người xung quanh, vượt qua cảm xúc tiêu cực hoặc những căng thẳng trong cuộc sống chỉ bằng những cái chạm tay đầy tinh tế. Là một người yêu sách, mình đọc sách mọi lúc mọi nơi. Và thời điểm đọc sách sướng nhất trong ngày là khoảng tầm 6 giờ sáng khi nắng bắt đầu lên. Dù ở thành phố lớn hay là ở miền quê thì ông mặt trời lúc 6 giờ sáng đều rất công bằng với chúng ta. Ánh nắng dịu nhẹ, ấm áp và từ tốn. Để bắt đầu một ngày mới không quá là kịch tính, bi kịch, mình thường chọn sách về triết học và tôn giáo để có thể đọc chậm và suy ngẫm. Để não bộ suy nghĩ về những điều mơ hồ hoặc lớn lao là cách mà mình thấy hiệu quả để bắt đầu một ngày mới với cảm xúc cân bằng. Sau đó mình chuyển sang viết lách. 10 năm chuyên tâm đọc sách, mê sách, thậm chí còn lập kênh YouTube này để nói về sách. Mình cũng có mong ước nho nhỏ là viết được một vài cuốn sách. Và để viết sách thì kỹ năng viết lách phải là thứ được rèn luyện mỗi ngày, như cơ bắp vậy đó. Bạn tập đều thì to tay, còn mình viết nhiều thì hư bàn phím. Một buổi sáng thông thường mình sẽ viết khoảng tầm 1.000-2.000 từ. Thường là các bài viết để mình đăng trên blog, hoặc là những cái kịch bản cho các khóa học mà mình sản xuất, hoặc thỉnh thoảng là viết mail trả lời bạn bè gần xa. Tiếng lọc cọc của bàn phím, chỉ tiếng bàn phím thôi, cho mình cảm nhận sự chăm chỉ, trách nhiệm và thấy bản thân có sự đều đặn mỗi ngày. Y như tiếng lọc cọc, ổn định của bàn phím đang vang lên vậy. Viết lách là một trạng thái cô độc, đối diện với suy nghĩ của chính mình. Với mình thì nó cũng là một dạng thiền. Đầu óc tuy hoạt động liên tục nhưng trạng thái cảm xúc thì rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Và cuối cùng, thực ra thói quen này là thói quen mà xuyên suốt cả buổi sáng, đó là uống một ly nước ấm. Thói quen này tuy đơn giản nhưng rất hữu ích với cơ thể. Ngồi thiền hoặc Reiki là cân bằng tâm trí, còn một ly nước ấm là nguồn năng lượng ấm áp cho một đêm ngủ ngáy, hoặc là chảy nước miếng, hoặc là bị ảnh hưởng bởi tiếng ngáy của người vợ bên cạnh, phải bù nước ngay vào buổi sáng sớm. Mình thường uống chậm, từng ngụm để nước chảy từ từ vào cơ thể. Dậy sớm trước 5 giờ sáng cho mình cơ hội để làm mọi thứ chậm chậm và không cần vội vàng gì cả. Uống vài ngụm nước rồi quay lại với chuyện viết lách. Mình viết cho tới bữa ăn sáng, hoặc sẽ là một bữa ăn sáng nhiều dinh dưỡng do người vợ mình chuẩn bị. Hoặc nếu hôm đó là thứ hai, ngày nghỉ của tụi mình sẽ đi ăn phở hoặc là hủ tiếu mì, nhưng nhiều hành thánh, ở một quán chay trong một con hẻm nhỏ.
Năm thói quen vừa rồi kéo dài từ khoảng tầm 4 rưỡi sáng đến 7 giờ sáng. Đối với mình, năm thói quen này là bước khởi đầu thật chậm và tốt để buổi tối được ngủ thật là ngon. Hy vọng là bạn có động lực để mà tạo cho mình những thói quen nhẹ nhàng vào buổi sáng. Xin chào.